Xin chào, mình tên là Thi Kiều, mình 29 tuổi và đến từ thành phố Đà Nẵng. Sau khi Ngân chơi saxophone một thời gian và bây giờ mình trở lại thì mình cảm thấy mình nhiệt huyết hơn, mình quyết tâm hơn. Và đến với đêm thi chung kết này, Kiều cảm thấy Kiều phải nỗ lực hơn gấp 2, gấp 3 lần. Để có một hình ảnh Thi Kiều cùng với cái càng saxophone được mọi người yêu quý như ngày hôm nay thì Kiều xin gửi đến lời cảm ơn chân thành nhất đối với gia đình, bạn bè, khán giả xem truyền hình đã nhắn tin ủng hộ cho Kiều và đặc biệt là hai người thầy của Kiều. Người thầy đầu tiên là người thầy đã cho Kiều làm quen với cái càng saxophone và người thầy thứ hai là người thầy đồng hành và giúp đỡ mình trong cái cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam. Lần trước Kiều đã mang một hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính cùng một bông hoa hồng. Đêm chung kết này thì Kiều muốn thay đổi hình ảnh ở bên ngoài tới tính cách hoạt bát, vui vẻ. Thì tối nay Kiều sẽ mang cái đó vào trong cái tiết mục dự thi của mình, đem đến một cái sự mới lạ hơn và mong quý vị tiếp tục yêu quý và ủng hộ cho Kiều. Chương trình tìm kiếm tài năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.